Bạn đồng nghiệp bên 1.000 sao nha. Thank you bạn. Ủa mà anh em tặng đến nhiều sao vậy trời. Trời đất ơi. Sao hôm nay lộc rơi vỡ đầu vậy? Ủa hôm nay nhá, đống sao kia mà là sao xịn nữa nhá. Ủa. Đậu má, đống kia mà là sao xịn nữa thì tôi thề. Chết luôn á. Đống kia mà là sao xịn nữa thì chắc là đập đầu và chết luôn á. Cái ghế này chị mua hơn 1 năm rồi nên là chị cũng không biết tên nó là gì nữa. Đợt đấy chị mua là có 1,8 triệu thôi. Cái ghế này đợt chị mua là 1,8 triệu. Cái ghế này nó kiểu mini ấy. Bình thường mấy cái ghế gaming khác là nó to như thế này này. Mà ngồi như thế thì bị đau lưng lại vì nó bị rộng quá so với cái người ở tiên ấy. Nên là tiên mua cái ghế này thì tiên thấy nó vừa vừa xinh. Chị đang mặc bao tải à mà sao rộng thế á. Nói chung là cái quần quần ấy thì bình thường tiên chỉ mặc size 34 hay 32 thôi. Quần bò ấy nó chỉ mặc size bé xíu như thế thôi. Eo bé mà eo tiên gầy như thế này mà tiên còn kiểu hóc bụng vào nữa nhá thì nó chưa đến 60 cơ. Nó có chưa đến 60 mọi người hiểu không. Mặc quần các thứ không mặc được luôn á vì gầy quá. Tiên đi tập đi á, tiên cũng muốn đi tập nhưng mà tiên không còn thời gian đấy mọi người ơi. Chào Thanh Tùng, ok Huy Nhật. Ủa ghê trời, đặt nhiều sao quá nha. Bạn Nguyễn đâu vậy? Đặt nhiều sao xịn quá nha. Siêu xịn được không? Nói đi, nói thật đi, đây là xịn được không? Cảm ơn Nguyễn Đông nha, cảm ơn bạn Đông. Chào Hoàng Minh Quân, hello em. Nhớ em, nhớ chị, nhớ em không á? Chị không biết Thế thì nữa. nhớ em không TV. Để chị ngủ suy nghĩ một lúc đã chứ chị chưa nhớ lắm nhá, đậu má. Nghĩ đâu uy tín nó. Nghĩ đi, nghĩ đâu uy tín nó thì cũng nghĩ thế nhưng mà nhưng mà tại nhiều sao quá đậu má. Không phải tên bị gì rồi, không phải bị gì á mọi người. Cứ thấy tặng nhiều sao là bắt đầu sợ, lo lắng, hoảng sợ ạ. Cảm ơn bạn Tuấn Khang nha, mong bạn Tuấn Khang mãi mãi như thế, không thay đổi. Hôm nọ quảng cáo cái gì á? Hả? Chị tiên mặc quần chip size bao nhiêu ạ? Trời ơi, quần chip thì có size quần chip hả? Chị không biết nữa. Cái tại vì cái đấy nó bình thường con gái nó chỉ có một size thôi, nó không có nhiều size đâu. Cũng kiểu mọi người đi mặc mua slip của xì cũng thế mà nó đâu có nhiều size đâu. Đói quá anh em ơi. Ngồi nói chuyện với mọi người nãy giờ hơn 1 tiếng tên cảm giác là tên sắp chết đói luôn Làm đấy. sao để Sáng có nay tiền tên bạc ăn dự hẳn thi à? một suất bánh cuốn no ơi no. Làm sao để có tình bạn diệu kỳ ạ? Mình cứ sống thôi, cứ tốt với mọi người xong rồi ai tốt lại thì cứ tốt với nhau, tốt với nhau một thời gian dài thì ra chúng mình có tình bạn diệu kỳ. À ok nhớ rồi. Hoàng Minh Quân TS nhớ vậy có nhớ hư quan 288 TS Ok, chưa? nói thế này thì nhớ. Ok, hello em. Thế là bé lên đầu gặp nhau trong livestream. Tiên sẽ bảo mẹ làm tôm mà cho Tiên ăn nên Tiên đói quá. Gửi cho Tiên cái bánh mì nè á. Trời đất ơi. Gửi cho Tiên cái bánh mì nè cây cây cây. Gì ghê quá vậy. Cái bánh mì gì nhiều sao vậy. Ăn cái bánh mì này thì no 1 tháng luôn à. Hả. Ăn cái bánh mì này có khi nghẹn luôn đấy. Thầy. Bánh mì này nó là thịt khủng long rồi. Mẹ nhớ phải thịt bò thịt gì mà nó đúng mắt là thịt khủng long. Trời ơi bạn Đông Nguyễn nha, tôi sẽ ăn nó nhai thì là kỹ, tôi sẽ không nghĩ đến ngày đến đau bụng để đi ra ngoài. Cảm ơn Đông Nguyễn về cái bánh mì nha. Đeo kính cộng nụ cười bằng điểm 10 chất lượng nè. Ok cảm ơn vậy. Nguyễn Nghiệp đã ưu ái cho Tiên điểm 10. Tiên thích ren hay là lọt khe á? Thật ra thì hai cái đấy Tiên mặc so lây nhau. Cũng như là có cả hai ấy. Có cả hai và quần bình thường cũng có nhưng mà nói chung là mặc cũng chẳng để ai Gì ngắm chứ mà sao anh em cũng hiểu bình cảm giác thường đấy không. bao uy tín luôn chị Mặc ha slip ba đẹp nhưng mà không để ai ngắm hết nên là toàn mặc mấy cái quần bình thường để cho nó đỡ phí hít của rồi. Ủa thôi ơn quân nha em, thank you bé. Nghe nói là cái sao nó đang được khuyến mãi à mọi người, sao nó đang khuyến mãi nó được giảm giá à? Phải không ta. Cảm ơn quân, thank you bé. Cảm ơn bé vì 1.000 sao. Quân thì xị rồi, quân rất nhỉ à. Trời đất ơi
chưa? Của tiên làm gì có ai không rích đâu. Cả bộ tiên là không rồi. Hello gì đang? Đang ngậm cái gì trong miệng á? Chẳng ngậm cái gì cả. Lợi của tiên là bị sưng. Với cả do nhiều vấn đề răng miệng nên là nó không được thoải mái, thôi mọi người thông cảm đi. Còn đứa ra spam thì thế là tên ban luôn cho. Tên nói chuyện cảm động vậy á? Ủa? Sao tên nói chuyện cảm động vậy là sao? Tên chỉ cảm ơn internet thôi mà. Tên đang chờ mẹ tên lạc đồ ăn cho tiên, tự nhiên đói của. Không biết mẹ đã làm chưa? Tên nghe đây sẽ nhắn cho mẹ một câu. Quên làm gì có gì đâu hả Tiên ơi á? Làm gì có gì đâu hả Tiên ơi, ba. Rồi anh em kéo vào đây để trêu tôi đúng không? Mẹ làm cho con đi. Mình sẽ ngồi nói chuyện một lúc, với cả đến khi nào mọi người muốn chơi game thì tôi sẽ chơi game sau nhá. Tôi sẽ cố gắng stream nhiều nhất có thể mọi người ạ. Thật sự luôn á. Cố gắng stream nhiều nhất có thể. Nói chung là tôi nghỉ chính ngày rồi, từ dần cuối tháng mỗi ngày 7 tiếng. 7 tiếng đi. 7 tiếng là được đúng không ta? Tháng 2 không được stream ít hơn từ đâu. Tháng trước tên stream ít xong rồi Facebook bảo là không phải nào mà nhân nhượng được nữa rồi. Sau rồi tên vẫn cố gắng van xin thêm một lần cuối cùng mọi người ạ. Mong là lần cuối cùng. Có tích xanh auto dầu á. Trời ơi, chị đến chị ơi không có tích xanh đây này Quân ơi. Đến tôi còn không có tích xanh đây này. Oh, yeah. Chị gọi mẹ một cái đó, xem mẹ nó làm gì ăn nhỉ. Có tích xanh auto dầu. Mẹ làm cho cô đi nhưng mà không thấy mẹ trả lời. Chị thấy gọi mẹ một câu ở tên bạn mẹ làm gì ăn nó đói quá. Bây giờ ngồi nói nhiều và tốn sức thề. Chị về khi nào hết sức. Chị về khi nào mà tôi không còn thở nổi, tôi không nói nổi thì tên sẽ nghỉ nhá. Mới có được có hơn một tiếng thôi mọi người. Tôi ngồi đến tối nhá mọi người. Tối muộn. Tối muộn đấy mọi người ạ. Xin chỗ mua len độ cao đi á. Ủa tất cả các quán bán len nó đều có len cận mà. Nhưng mà độ cao cho tiên thì nó hơi giới hạn. Tiên cận hơn 6 độ, gần 7 độ cơ. Nhưng mà tiên chỉ đeo 6 độ thôi. Tại vì người ta không có độ cao hơn mọi người ạ. Rồi gọi không nghe luôn ạ. Xin bảo mẹ một câu ạ. Thích chị mặc áo polo lên stream á. Được, không khác mặc nhá. Mẹ ơi, làm đồ ăn đi. Trời đất ơi, mọi người nhìn mất cái cơ thể quay xưa của tôi rồi. Đậu má. Gầy vãi luôn. Oh yeah. Tiên PC đàn em của Hiếu PC á. Thôi cái gì vậy? Cảm ơn Đăng Khoa vì 100 sao nha. Thank you Đăng Khoa. Thank you mọi người. Không biết mọi người tặng tên nhiều sao thế. Không hiểu tại sao lại như thế luôn ấy. Không hiểu. Không hiểu sao hôm nay sao rơi vỡ đầu. Hôm nay sao rơi vỡ đầu luôn á. Nghe tí phải lấy mũ bảo hiểm đội. Cứ thấy đây thì vào con mẹ mày viện mất. Nên vào viện mất anh em ạ. Chết luôn. Nghe tiên chửi thầy mà thấy dễ thương ghê á. Ok, ơi bạn Văn Cường. Oh, yeah. Lý do mình hay xem like của tiên vì rất thích và rất có duyên với người giang khệnh với đeo kính. Được, cảm ơn bạn. Chưa có thêm lý do là vì xe để xe like nữa à, hay mới có hai đấy thôi. Hòa Bùi à, hay Hoa Bùi vậy ta. Cảm ơn bạn vì 500 sao vậy nha. À, đau đau quá. Vỡ đầu rồi, đi xử lý mũ bảo hiểm luôn được không? Mà mũ bảo hiểm nó ở dưới tầng 1 cơ mọi người ơi. Chứ là trên tầng 4 nó lười xuống lấy quá à. Cảm ơn bạn vì 500 sao nha. Thank you bạn. Vẫn mượt á. Tại vì bị gầy. Chắc chung mà dạo này tên hơi gầy rồi. Tên thấy mọi người tên muốn lên cân quá. Nhưng mà mỗi lần tên ăn một cái gì để no no ấy là tên lại bị kiểu mẹ ăn nhiều quá. Chết mẹ với tôi còn béo thì sao. Tên không biết là phải cân như thế nào vì nó giữ được cân á mọi người. Bây giờ tên còn 45 cân thôi. Bây giờ phải làm sao để giữ được mức cân vừa ý. Nghĩa là mình phải ăn giống nhau à. Ai nhầm, ngày nhà mình cũng phải ăn một chế độ ăn giống nhau. Bình bây giờ tôi ăn một bữa một ngày. Và mỗi lần trước khi stream là tôi ăn một bữa. Sau này cũng cố gắng lên được hai bữa rồi. Nhưng mà nói chung là nó vẫn đéo lấy cân là như nào. Bác hiểu.
Chào Tuấn Vũ. Sao chị vừa sinh vừa cu tay vừa ngầu được vậy ạ? À? Bao nhiêu năm tôi luyện đấy mọi người ạ. Thế đéo nào cứ bị nghiện cái giọng của tiên luôn á. Bụng đẹp dáng đẹp vậy còn gì á. Thì tôi có bạn là già tôi xấu đâu. Nhưng mà tinh ngồi nhiều quá và tinh gầy ấy nha. Nên là tinh cả phải đít lên hơi bị lép. Tinh cả phải đít lên không có to lắm. Tinh có cảm giác rất là mặc cảm với cái đít của tiên mọi người ạ. Tại vì bị gầy quá nên là nên là tinh cảm giác cái đít của tinh là bị lép. Nên tinh có cảm giác như thế nên không được tự tin về cái đít của tinh lắm. Ok Phạm Anh Quân, cảm ơn bé nha. Tinh làm lạnh lùng như chị á. Lùn nó không nói chuyện với ai à hay sao? Mỗi tội là lùn lùn thôi á. Cái gì mày mắt mét 63 đâu má. Nó cũng mét 63 đấy. Ừ chị bị gầy mà. Chị bị gầy thật đấy chứ không phải là hơi gầy đâu. Độ má gầy như cái que luôn á. Dài bị nói nhiều ơi là nhiều. Nhưng mà chị kệ. Kệ thì nhớ một lúc nào đấy và một ngày đẹp trời nào đấy chị mà có hứng thú lên chị ăn chắc là chị lên một đống cân mất. Không thấy lại lùn đâu, chỉ tầng 2 thôi á. Vẫn chưa thấy lạnh lùng à? Hay như này à? Mọi người lên TikTok thả tim TikTok của Tiên đi mọi người. Mọi người lên TikTok cho Tiên mấy cái tim trên TikTok này. Mọi người thả tim Tiên mà quay mấy cái clip TikTok mới. Tiên thấy mọi người là dân ba mấy cái động tác như thế này thôi. Chứ tập 4 ngày để mạnh mẽ tao tập 4 ngày ra mới thuộc. Vãi lồn thầy. Mấy cái kiểu mấy cái động tác nó kiểu đéo có một cái gì cả. Trên TikTok của Tiên thấy nó đối với Tiên khó vãi lồn đấy. Thế kiểu Tên đéo giỏi mấy cái học thuộc rồi mấy cái kiểu ghi nhớ mấy cái mà động tác rồi lời thoại thứ tên đéo thuộc được mấy cái đấy mọi người ạ. Quay clip 15 giây mẹ mày học 4 ngày. Tao ơi có đứa nào mà quay TikTok học 4 ngày nên tao mới thuộc mấy cái động tác cơ bản đâu. Ờ tên mét 63 mà. Hai cái đấy có giống nhau đâu. Hai cái đấy là lời, hai cái đấy là nhạc giống nhau thôi nhưng mà nhảy khác mà. Không nhìn thấy sự khác nhau ạ. Hello nghệ chị Bình. Trời ơi chị thấy chị Bình xem like của chị nhiều rồi mà ta. Mọi người nhớ follow TikTok của Tiên đi. Follow TikTok của fanpage nữa. Follow fanpage là lần sau stream rồi có thông báo. Chị thử thấy nghe vui tai vậy á. Không vui gì làm gì có người xem. Đúng không? Chị phải tìm thêm đồng đội cho em chứ. Tìm hết rồi à. Đúng thôi chứ có sao đâu chị V. Thế là chả ai mà follow mình gì cả. Nãy là lên được cũng một tí follow. Bực cả mình, chả ai follow mình. Mọi người vào follow TikTok đi. Mặc dù con bé rất là ít chơi TikTok nhưng mà vẫn muốn được nhiều follow. Mà mọi người biết sao không? TikTok của chị A bé ghi là Thủy Tiên 2 chữ N này 2210 là ra, nó ở ngay trên đầu tiên đấy. Thấy luôn với mọi người, tôi còn muốn một thứ nữa là đấy là cái kênh YouTube của Tiên ấy. Tiên đéo dùng YouTube đâu nhưng mà nó đã 80.000 follow rồi. Thế là mình còn 20.000 nữa thôi, mình được nút bạc ấy. Mà tên đéo biết phải làm sao để được 20.000 follow còn lại nữa. Khó ấy rồi thầy. Mà cái video này nó không được lên đề xuất hay sao ấy. Chả được nhiều view gì cả. Sao vậy ta? Sao tôi đau khổ quá vậy? Giờ không biết làm sao để được lên đề xuất mấy cái này nữa. Clip làm nhạt á. Con người này nó không hợp với cả TikTok, hiểu không? Hiểu không? Trời ơi, Nguyễn Nghiệp, không ai có gì vui hả? Đâu, lâu không stream thì nhớ mọi người thôi. Còn nói chuyện với mọi người thì phải vui chứ. Muốn mọi người xem live stream nó vui vẻ, nó giải trí thì mình phải vui chứ mọi người. Chả nhẽ mình mang một bộ mặt ỉu xìu xìu lên đây. Không biết quay TikTok mà, thề. Không biết quay hiểu không? Khổ quá rồi. Để biết quay thì phải chịu thôi chứ bây giờ làm sao? À, buồn thật. Không ai giỏi hết tất cả mọi thứ đâu mọi người ạ. Thôi mình tay khỏi đây tóc của mình trông nó có chán không? Trông nó có buồn không chứ? Có buồn. Đau buồn. Nãy giờ lên được có 400 follow. Chị mà phải thêm em nữa thì mới mặn nổi chị ạ. Chị mà thêm em nữa thì mới mặn nổi á. Thế thì chứng tỏ em là nước mắm à hay sao? Hả, vậy là em là nước mắm hả?
Chị ơi, em là sinh viên vừa học vừa làm, cho em hỏi có thể chuyên giống chị không á? Thực ra thì cái vấn đề đó là em muốn không thôi. Em muốn thì em sẽ dành thời gian rảnh ra để em làm mà, giống như kiểu là như kiểu em chơi game hay là như thế nào ấy, thì em dành một cái là em sẽ dành thời gian ra để chơi game ấy, thì cái này cũng thế. Xong rồi mình sẽ dành thời gian rảnh ra để mình tìm hiểu. Hiểu không? Chị làm nghề streamer có áp lực không á? Như bây giờ thì chị đã có kinh nghiệm làm rồi ấy, thì chị chỉ muốn làm sao để muốn tìm cách để mình có thể ngày càng càng đi lên thôi, ngày càng càng đi lên thôi, chứ không phải là cái kiểu mà cứ cố gắng trụ lại, cố gắng duy trì, nên là không có áp lực gì cả đúng nhá. Bây giờ mình chỉ cố gắng để mình phát triển hơn thôi, chứ không phải là mình kiểu định mệnh mình trong cái Hôm tầm nay là mình bà phải thông cố minh thế gắng nhở. trụ lại nên là không bị áp lực. Hôm nay sinh thế nhỉ, sinh thế đi chả kéo đi, đừng có mà hay sinh suông. Còn mỗi cái gương clip nào cũng thấy là sao? Tại cái gương clip nào cũng thấy là sao? Em sinh năm 97. Tiên ban nó rồi mọi người ạ. Ngoài stream ra thì chị làm gì khác không á? Ngoài stream ra thì chị chơi, chị chạy quảng cáo, chị làm quảng cáo thôi. Ai thuê quảng cáo thì làm. Chị stream một ngày nhiều lắm. Một ngày chị stream nhiều lắm nên là không có thời gian làm cái khác đâu. Thời gian làm cái khác chắc là ngủ với ăn thôi, chị còn chả lên cân nổi. Em phải hiểu là chị stream mệt như thế nào đó. Ôi mệt lắm, livestream rất là mệt. Rất là nhiều người không làm nổi Facebook, tại vì Facebook nó KPI của nó quá nhiều, nó quá căng, anh em hiểu không? Thế nên là chị mẹ mày cố trụ lại ở đây à. Chị phải rất là gồng rồi ấy, rất là gồng luôn á. Em không nhận đi lên mà làm anh em khác cũng đi lên theo ấy chứ. Ủa vậy hả? Thế thì phải càng ngày càng nhiều anh em đi lên theo rồi. Nói chung là phải like nhiều thì tất nhiên rồi, like nhiều thì like đủ chỉ tiêu thì lương cũng không cao đâu, lương cũng không cao tí nào cả, lương Facebook rất là thấp mọi người ạ. Lương Facebook thấp nên là nhiều người nổi ấy, người ta đâu có làm Facebook đâu, anh em hiểu không? Anh em nhìn là biết mà, nên là tên cố gắng làm sao để được nhiều donate thôi. Với cả Facebook bù lại lương nó không cao nhưng mà nó phát triển được cái page với là cái được cái hình ảnh ấy, phát triển được cái hình ảnh lên cao. Hồi còn ngây thơ á, ngây thơ xong rồi, ngây thơ nhiều làm gì nữa để người ta lừa tiếp à. Hoa stream nha, chị còn làm đổ tốn trái tim mọi người khác đấy á. Ừ, Facebook đã cắt lắm, Facebook rồi một tháng 120 tiếng, xong rồi còn chỉ tiêu sale nữa. Nói chung là nó rất là kinh khủng khiếp mọi người ạ, nó rất là kinh khủng, kinh khủng khiếp luôn á. Tiền á, YouTube nó có trả tiền cho tiền đâu. Làm Facebook thứ nhất là người ta trả mình tiền này, thứ hai là nó phát triển được page này, thứ ba là page mình to, mình còn có quảng cáo này đấy. Thế là bây giờ vừa stream vừa có tiền vừa được donate này, mặc dù rất là mệt này nhưng mà bù lại cái mệt, nếu như mà mình làm tốt ấy thì mọi người sẽ thấy như bây giờ là page của tiên được tương tác rất là cao, sau tiên có quảng cáo, thế là tích có các quảng cáo cả tiền. Đậu mê Đông Nguyễn đổi sang Vietcombank luôn, trời ơi 6 số 9 luôn. Trời ơi mọi người nhìn này, mọi người không nhìn thấy đâu nhưng mà 6 số 9. Bạn Đông Nguyễn donate tiên trả phí ngắm tiên nãy giờ. Ba trời đất ơi, đợi sang donate của mày luôn mẹ. Cảm ơn bạn Đông Nguyễn nha, thank you Đông Nguyễn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Nhiều quá đi mất. Xin cảm ơn nha, xin cảm ơn. Thank you Vietnam Miu. Nay chị xinh hơn hôm qua. Không có chị có stream đâu. Dạ, Facebook. Nhưng mà có nghĩa là cái vấn đề là nhá, cái hình ảnh của tiên ấy, cái hình ảnh của tiên kiểu mấy hôm nay tiên làm quảng cáo xong có book có job book, xong tiên nhận ra một điều rằng là kiểu mấy cái job và mấy nhãn hàng lớn ấy, như kiểu hôm trước tiên làm Shopee ấy, người ta trả thấp lắm, người ta trả không cao bằng mấy cái job ngoài mà tiên nhận mỹ phẩm kiểu da tiên, kiểu tiên là con gái ấy, xong rồi mình được cái da ấy, xong rồi mình được cái dáng ấy, nên thành ra là những cái nhãn hàng thuê lên quảng cáo hầu như người ta toàn là về mỹ phẩm hết mọi người ạ. Nên là mấy cái hàng mà tên nhận ý, thứ nhất là khi mà người ta PM tiền ý, tên toàn phải là hỏi người ta xem là có giấy phép chưa, có giấy phép rồi mấy cái an toàn rồi là xem cái người đứng đầu cái nhãn hàng đấy là ai thì tên mới dám nhận. Có rất là nhiều bên người ta thuê quảng cáo rất là nhiều sản phẩm mà tên hỏi, tên toàn phải hỏi là người ta đã được cấp giấy phép có thứ chưa thì tên mới dám nhận thôi á.
mà tên đây là tên không muốn dám nhận. Mà một phần nữa mọi người thuê mình hầu như toàn vì mỹ phẩm, xong rồi tương tác ở tên thì toàn là con trai, thế là thành ra kiểu rất là khó ra đơn ạ. Kiểu mình không nhận quảng cáo thì mình lỗ, mà mình nhận quảng cáo thì mình cũng thấy hơi có lỗi, tại vì mình kiểu toàn con trai. Vãi là một trai đẹp tâm lý. Ok vậy Nguyễn Nghi là tên mong là như thế. Tiên đang gọi đồ ăn rồi nên là tí nữa mẹ Tiên mang đồ ăn lên cho Tiên thì Tiên phải ngồi đây Tiên ăn luôn sao. Trời ơi Đức Hồng nha, sinh năm 97. Hello Cát Tây, xin hỏi nhỡ rồi ạ. Ok, tầm này vẫn vãn nên là mình vào game được rồi nhở. Trời Lê Ngọc An, à thôi Tiên ăn xong á. Nhỡ job ra game là hợp lý á, thì Tiên vẫn nhận bình thường mà. Như kiểu bây giờ Tiên cố gắng, Tiên sẽ vừa nhận được cả game này, vừa nhận được cả các nhãn hàng này, vừa nhận được cả quảng cáo mỹ phẩm, mấy cái đồ về gia dụng các thứ. Tại vì Tiên đâu phải chăm sóc da và chăm sóc dáng để nó vô nghĩa đâu mọi người. Cái người đấy người ta thấy mình hợp với cả thấy phù hợp với sản phẩm các thứ thì người ta mới thuê mình mà. Chứ bây giờ làm sao mặt mình có mụn mà người ta thuê quảng cáo serum trị mụn được. Mấy nay Tiên đang làm cho binh mụn mà người ta thuê Tiên lâu dài luôn đấy chứ. Cái mặt tôi, da tôi ưng quá mà. Chị thường like ở đâu ngoài Facebook quá? Làm thì làm một chỗ thôi em, like Facebook và like Facebook thôi, lại còn like ở đâu nữa? Lại còn live stream ở đâu nữa, like một chỗ thôi. Tôi thấy cho TikTok ấy, tôi đã quay TikTok rất là lâu rồi, xong rồi tôi nhận ra một điều rằng là tôi nhận ra một sự thật, mà nhận ra những cái view trước giờ. Kiểu lúc mà những cái video TikTok mà tên nó nhiều team ấy, tên toàn đăng ban đêm mà. Hầu như mà cái TikTok buổi đêm tên đăng, tên toàn đăng lúc 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng. Mà cái video đấy nhiều team vậy đái á. Xong rồi thì mẹ mình lúc mà chúng nó, à là đến lúc mình bắt trước các bạn ý, bắt trước các bạn ý là kiểu đăng lúc 8 giờ tối này, 10 giờ đêm, 10 giờ trưa các thứ. Mà cái giờ hot hot thì nó được đề xuất hiểu không. Mình đăng theo mà cái giờ đấy đéo lên được luôn. Mình đăng theo mà cái giờ đấy mình toàn xịt ạ. Mình cứ phải mẹ mình đăng lúc 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng là nó nhiều team. Cứ đăng mẹ mày những cái giờ mà giống người ta là đéo lên được luôn ạ. Nhắc là tại sao? Lâu ngoài quá quên anh luôn mà. Quên hay không thì donate là biết. Các bạn nào vừa bình luận cái gì dài dài mà ta. Biết nào, streamer lên rồi xuống mất hút. Còn mỗi chị Tiên là trường tồn á. Trời ơi. Thật ra thì khi mà mọi người, cái đợt mà Facebook nó nổi lên thì nó có nhiều streamer ấy, lúc đầu Tiên cũng rất là sợ. Sợ chứ, giống kiểu anh em bán hàng mà tự nhiên có nhiều người bán hàng giống mình ấy, thì Tiên cũng rất là sợ ấy. Kiểu má, nhiều người stream mới quá, nhiều bạn xinh quá, rồi nhiều bạn nổi quá, rồi nhiều bạn thế này thế nọ quá. Kiểu chết mẹ rồi, đéo biết là bây giờ mình stream còn ai xem không, rồi là bây giờ mọi người còn lý do gì để xem mình không á thứ. Lo mà, lo thì lo luôn á. Nhưng mà may mà mọi sự chăm chỉ của mình được đền đáp nên là bây giờ vẫn tồn tại thôi. Nhưng mà Tiên đã không biết là làm sao để Tiên đi lên hơn nữa ấy. Tiên sợ nếu như mà Tiên cứ mãi như thế này thì nó hơi bị chán. Tiên cảm thấy nó chưa đủ ấy. Tiên cảm thấy như kiểu những cái gì mình cố gắng ấy thì nó sẽ được như bây giờ ấy. Mà mình muốn hơn nữa thì bây giờ phải cố nữa mà Tiên đã không biết là cái nữa đấy bây giờ nó sẽ là cái gì nữa. Đã không biết bây giờ phải cố thêm về cái gì nhá. À mọi người, mình vừa phải duy trì những cái sự cố gắng vừa rồi mà mình phải cố hơn nữa. Nhưng mà đã biết hơn nữa là cái gì bây giờ. Hả? Nữa cái gì bây giờ ta? Kiểu rồi đang bão hòa rồi tiền á. Không. Nói chung là bây giờ thì Tiên nhận ra rằng là kiểu khi mà mình thật sự có năng lực ấy thì cái việc càng nhiều streamer mới, càng nhiều người mới thì mọi người xem nhiều xong mọi người sẽ càng cảm thấy rằng là Tiên có năng lực hơn những cái người đấy. Thế là thành ra mình càng được ghi nhận hơn. Đó. Nói chung là mình lấy cái sự lo lắng đấy để lấy động lực cho mình cố gắng hơn thì ok, bây giờ mọi người cũng ghi nhận rồi mà, đúng không? Mọi người cũng nhận ra rồi đúng không? Làm gì có thời gian làm YouTube má ơi. Làm chỉ làm được một cái thôi. Facebook bây giờ chuyên 120 tiếng quá nhiều. Nó nhiều lắm. Địt mẹ nó nhiều vãi lời luôn á. Nó đáp phải nhiều bình thường. Mà nó nhiều kinh khủng.
tôi vẫn tình cảm vì trước giờ vẫn thấy mà. Chị dùng son gì thế á? Đây son này nè, hai son này thôi. Mẫu con gái bây giờ phải xinh thật giỏi, nhất là tự lực sẽ mẫu người con gái. Cái đấy là bây giờ con gái, bạn nào mà hiểu ra được cái vấn đề này là làm chủ kinh tế rồi các thứ đó, nó thoải mái như thế nào, bản lĩnh như thế nào, không phụ thuộc vào người khác thì làm thôi. Ví dụ như tia là tia không tính, tia là tia không thích nghe lời người khác, với cả tia thích mình làm chủ tiền của mình, với cả trong một mối quan hệ nam nữ thì tia cũng muốn mình làm chủ của mối quan hệ đấy. Nói chung là tia muốn mẹ cái người trong mối quan hệ đấy là người ta thuộc tầm kiểm soát của tiền, thế nên là tiền cũng sẽ nói chung là tiền bạc các thứ trong tay tiền hết, nghĩa là tiền làm chủ hết mọi người đấy, tiền kiếm tiền, tiền độc lập các thứ, tiền không liên quan, tiền không dính đến ai cả. Còn yêu thì nó chỉ đúng nghĩa là yêu thôi, không liên quan mà cái kia, hiểu không? Ai donate 10.000 đây, ai bỏ chị Tiên, ai bỏ chị Tiên trừ bé yêu của chị không bỏ nha. Đứa nào vậy? Bé yêu của tôi là đứa nào vậy ta? Ok Phạm Anh Quân, ngày 4 tiếng có nhiều đâu chị á. Đúng rồi em, một ngày 4 tiếng. Nhưng mà ấy, không có một người nào làm việc một tháng không nghỉ ngày nào cả, đúng không em? Như em đi học ấy, em có nghỉ, em có ngày nghỉ không? Chắc chắn là em phải có ngày nghỉ rồi. Xong rồi trong một cái tháng đấy, nhỡ một hôm em ốm hay sao, một hôm có việc thì sao? Em có nghỉ học không? Chắc chắn là mình phải nghỉ rồi. Thì như em ấy, em nghỉ một phát là xong. Còn như chị ấy, chị nghỉ một cái ấy, thì chị phải chuyên bù ngày hôm sau, bù giờ vào. Như mấy hôm vừa rồi là chị có mấy cái job quảng cáo trên Facebook thì chị phải đi chụp ảnh, chụp mất tầm 3 ngày. Đấy, chụp 3 ngày xong rồi nghỉ ngơi thêm vài ngày. Thì đến bây giờ, đến mùng 9 thì chị mới bắt đầu stream. Nghĩa là từ giờ đến cuối tháng chị phải làm 6 tiếng, 7 tiếng một ngày. Em hiểu không? Không có ai mà stream cả tháng không nghỉ ngày nào cả. Thế nhưng mà chia đều ra như em ý thì tất nhiên là nó dễ rồi, nhưng mà tại sao vẫn có người nghỉ? Thì con trai nhiều người, người ta không trụ được. Chứ đừng nói là chị em ạ. Làm Facebook thôi, làm ở đâu nữa, làm một nơi cho xong thôi. Son A mấy á? Son này là A32 mấy á, A32 nha, A32. Còn cái son này thì Merzi V17, 32 với V17. Chị đánh cái son này xong rồi chị đánh cái son này lên, đánh hai màu. Mỗi lần xem chuyện thì phải bôi kem chống nắng. Ôi dồi ôi, vằn quá. Vằn ít thôi không ạ? Bớt vằn đi. Bớt vằn đi. Bớt vằn vẹ đi. Chứ tôi để cái nhẫn ở ngoài giường, ngồi trên một chạy ra lấy cái nhẫn. Xa quá. Tôi kệ ra lấy cái nhẫn luôn phát, để đeo cho nó đủ. Ở Hoài Nam mình 50 sao nha. Hello em. Tên mới tô cái bức tranh này được một phần. Hai hôm tên nghỉ. Dưa mày. Không, ăn dưa chán lắm. Sao mày ăn được? Mày ăn được. Thay rau mà. Để mẹ lấy cái nhẫn trong mấy đơn. Ừ, rồi. Từ từ. Lấy cái nhẫn. Đây, đang lấy. Vậy đi xuống mắt. Không. Cái này chết thiệt với tô cái tranh này nhưng mà chưa xong. Má ơi, nhìn đơn giản như thế này thôi mà tôi ngồi 3 ngày đấy mọi người ạ. 3 ngày. Hai hôm vừa rồi tôi off ấy, thế phải tôi được có một xíu. Chỗ này 3 ngày của tiên đấy. Má ơi, 3 ngày được tấm li ti đấy. Mẹ mình ngồi đu thì mắt luôn. Xong rồi, trong cái thời gian mà tiên tô cái này ấy thì tiên bật cái YouTube lên để tiên nghe sách. Tại vì tiên kiểu đọc sách thì tiên không đọc được, tại vì đọc sách một tầm nhìn tiên bị một cái bệnh là tiên nhìn cái lồn gì đấy mà nó nhiều chữ quá tiên bị hoảng sợ ấy. Ví dụ như kiểu bắt tiên vở còn thở là còn văn. Cái Hà Long là ở Hà Long. Kiểu tiên ví dụ đưa tiên một cái trang gì đấy mà nhiều chữ quá định mạnh mà tiên nhìn xong tiên kiểu bị hoảng loạn, tiên kiểu bị tiên bị sợ vãi lồn, kiểu bị hoảng loạn ấy. Thế nên là trên, rất là may ở trên YouTube ấy, hoặc là tìm ở đâu đấy nó có cái radio, nó là kiểu có người ta đọc hết cho mình rồi, thế mình chỉ ngồi nghe thôi. Thế là trong hai hôm vừa rồi tôi nghe phải tầm 2-3 quyển.
2-3 quyển sách gì đấy. Nghe thông một phát 6-7 tiếng đồng hồ mà hết á mọi người. Không nghe sách chỉ làm sao mà trưởng thành hơn được. Không nghe sách chỉ làm sao mà lớn hơn được. Hả mọi người ơi. Ăn tôm này. Vậy đây là tôm. Tôi thích ăn tôm chia giảm. Tôi thích mấy cái đồ tẩm bột chiên chiên các thứ. Đáng chị yêu ghê á. Ok hello Hòa. Nhìn chị là em biết chị còn năng khiếu tấu hài thôi á. Thế là được rồi. Chào gầy à. Gầy vẫn lùn ra. Hay là trước có người chê tôi béo. Mọi người chê tên béo ngồi tên kiểu. Tên cảm thấy tên kiểu. Tên buồn đấy. Hay là tôi sẽ cố gắng gầy đến cái mức mà tất cả mọi người đều ghi nhận. Mọi người đều lo sợ rồi. Tên mới lên cân tên mới ăn lại. Không là tên béo ăn đâu á. Nên mọi người đừng chê tên cái gì cả. Mọi người chê là tôi sẽ cố gắng hết sức để tôi chứng minh ấy. Đọc sách ạ. Đọc sách nhiều cái đọc xong mình kiểu ủa. Chị mình vỡ lẽ ra mà. Khai hôm trước nên đọc cái quyển. Nghe quyển luật hấp dẫn này. Nghe hết. Nghe trong 3 tiếng rưỡi 4 tiếng gì đấy. Luật hấp dẫn. Nghe để mà mình sao phải kiểu chung quy lại tất cả các sách nhá. Nó toàn là kiểu mình phải tin là mình làm được. Rồi mình phải tin vào bản thân mình, rồi mình phải nghĩ để nó, mình muốn làm cái gì mình phải nghĩ để nó chung quy lại chốt ra ấy, là nó phải đều là từ trong đầu mình hết mọi người ạ. Đấy là tên tóm tắt cho mọi người đấy. Xin mời mọi người một miếng nha. Mọi người vào game đi, nói nhiều quá rồi, vừa vào game vừa nói chuyện được không, vừa chơi game vừa nói chuyện được không. Ngon quá. Phải đọc sách cho anh em. Không đọc sách thì làm sao mà những cái lúc mà tâm sự, mọi người tâm sự ở trên hay là như thế nào đấy, cái cách đầu tiên nói chuyện, cái cách diễn đạt đầu tiên nó mới khiến mọi người cảm thấy tin tưởng được mọi người. Một phần là do tên trải nghiệm, nhưng mà mình phải đọc sách ấy, người ta mới gọi, người ta mới đúc kết cái trải nghiệm mà ra thì mẹ mày nó kiểu đầy đủ rồi, nó ngắn gọn rồi, nó khiến mình cảm thấy ủa sao sao mình không đọc sách sớm hơn ấy kiểu ấy. Chào mọi người, chào mọi người, chào mọi người. Tên nào mật khẩu được không mọi người? Tên nào mật khẩu nha mọi người, vô game đi rồi tên nào mật khẩu này. Má ơi ngon quá. Oh yeah. Chị tiên sinh nức nở nhưng mà e thả ngắm chứ hen chịu nín đâu. Mật khẩu 321 nha mọi người ơi. Loan em vào đi. Bạn Hoàng Trường Duy kìa. Cả quả thảo thuyền nhất tinh ấy. Quả văn thơ này lai láng phết đang đùa nhá. Ok bye bye bạn Nguyễn Nghiệp nha. Cuối tuần thi á. Cứ để live stream em xong rồi học. Phải để chị bên cạnh học nó mới vào. Đủ tin, đủ slot rồi mọi người ơi. Bạn Loan Nguyễn vô kịp không vậy? Đẩy nhanh quá, trời ơi. Loan ơi, Loan chị đã bảo bé là vô đi rồi. Chị đã bảo là chị đọc một khẩu nhé rồi mà vẫn không vào kịp. Hôm trước mới up cái video đánh vây né hay như thế. Không, anh em cứ tưởng mình tin view ạ. Đậu má mình đánh đỉnh như thế anh em không tin ạ. Chị nhìn thấy xinh ấy nhở. Ủa tự nhiên lại thấy mình xinh vậy ta. Mọi người có nhìn thấy giống điên không? Hay là mỗi mình điên thấy một mình như thế?
Là nhẽ là do rồi thôi. Chị đặt mật khẩu cái thì ghi 321 enter cái đó, ấn vô là xong mà. Thằng game nó đang bị to quá nên mọi người bảo tin nhá. Thằng nó bị to quá không mọi người, tiếng game ấy. Thằng game nào nó bị to quá không? À, cho nhầm rồi. Chút mày ấn nhầm. Để nhầm. Em nghĩ Kaka ra đâu? Hù e khen xin nhắc nhở xong có người bảo em đứng đó. Alo, chết rồi, tin để nhầm. Được chưa ra? Chuyện một giây á. Mắt cận nên thấy thế chứ người không cận thấy bình thường thôi á. Không phải hả? Nhưng mà bây giờ người không cận hiếm lắm. Hầu như ai cũng cận, ai cũng bị mắt có vấn đề hết. Rồi làm gì của ai mắt rõ 100% đâu. Ủa cái bạn mới donate đâu nhỉ? Em không nghĩ ra đâu, em khen xinh nhức nở xong có người bảo em nhìn nó. Ủa mẹ hả? Ủa là chị hả hay sao? Vợ ơi á, gì ghê vậy? Người đâu? Chị ơi, chị đi Maybach hay... Rồi, chị làm gì có xe đâu em. Để cái xe đạp điện, để cái xe bình thường nhận không có nữa. Không có xe, chị không biết đi xe em ạ. Nghĩ sao vậy? Chuyện tóc cắt ngắn, tóc ngắn á, không hợp. Không hợp tóc ngắn đâu. Ăn á, dọa tên gầy thật. Đây này, mọi người nhìn cái eo đi. Đổ má. Nghĩ xe cái eo này bao nhiêu. Nghĩ xe cái đây là cái sẹo. Nên bị một cái sẹo ở đây. Gầy vậy ồn. Đây là cái quần tên mới mua nhưng mà nó rộng quá, thế kéo. Đây cái quần này tên mới mua nó bé. À nhầm, nó bị rộng nhưng mà tên vẫn thích cái quần này nên tên vẫn mặc. Thế đổ má, người tên gầy đét à. Ủa tóc này sao thấy xinh thật. Bộ tóc này sao thấy thật là xinh xắn. Nhưng mà gội đầu xong hơi mệt. Gội đầu xong hơi mệt anh em ạ. Nói chung là giờ anh nhìn gầy quá, nhìn là không đẹp. Kiểu tên xem livestream, tên xem dạo mấy hôm nay tên xem TikTok nhiều ấy. Tên thấy mấy bạn người đầy đặn một tí trên hình nó đẹp hơn. Xong rồi lúc mà tên bật cái TikTok ở lên tên xem, kiểu tên bật lên tên quay. Ôi mẹ mày, nhìn người mình như kiểu trông như cái que ạ. Trông như cái que cứ kiểu trong những cái que bực của mình. Nha, giờ không biết ăn sẽ ảo lên cân nữa. Y cứ hóng nhỉ. Ủa nhà sáng quá vậy. Ghê vậy, tận 1000 sao luôn ghê vậy. Cảm ơn bạn Đông Nguyễn nha. Nhiều sao vậy trời. Sao